Xin chào các em, xin chào mừng các em đến với giờ học môn vật lý lớp 12, bài học 27 tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Thầy là Nguyễn Hữu Bằng, giáo viên trường Trung học phổ thông Yên Mỹ thuộc Sở Dục và Đào tạo Hưng Yên. Thầy rất hy vọng rằng hôm nay chúng ta sẽ có một giờ học đầy thú vị và bổ ích. Trước khi vào bài học, thầy muốn các em cùng xem một đoạn video và thầy là người thuyết minh cho video đó. Cô ta nói cô ta có hai cái tay. Và giờ có bạn nào nhìn thấy cô ta làm gì ở trong cái túi không? Tay cô ta làm gì trong túi không? Nếu không, hãy quan sát. Ồ, nhìn được kìa, cô ta đang giơ tay chào chúng ta. Còn đây, đã bạn nào quan sát tờ tiền và đã thấy mệnh giá của đồng tiền trên tờ tiền chưa? Hay chúng ta chưa nhìn kỹ? Ồ, tờ tiền nào cũng có cái đó. 20.000, 10.000 đều có. Tuy nhiên, giờ lại mất rồi và lại có. Vấn đề là để nhìn được tay người trong túi và những số bí ẩn trên tờ tiền, người ta đã sử dụng những tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Vậy tia hồng ngoại và tia tử ngoại là cái gì? Và nó có những tính chất gì? Thì mời các em vào bài học ngày hôm nay. Bài 27, tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Nội dung của bài học, bài 27, tia hồng ngoại và tia tử ngoại gồm có 4 phần. Phần thứ nhất là phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Phần thứ hai là bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Phần thứ ba, chúng ta khảo sát riêng về tia hồng ngoại. Và phần thứ tư, chúng ta khảo sát riêng về phần tia tử ngoại. Trước khi vào phần thứ nhất, chúng ta cùng đi nhắc lại những kiến thức đã được biết trước. Trên màn hình là mô phỏng máy quang phổ. Khi chúng ta cho ánh sáng mặt trời vào máy quang phổ thì nhận được ở buồng ảnh là một dải quang phổ liên tục từ đỏ đến tím. Để khảo sát dải quang phổ này, chúng ta dùng một thiết bị, đó là cặp nhiệt điện. Kiến thức này các bạn đã được học ở những năm lớp 11. Nó bao gồm cặp nhiệt điện gồm có là hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, được nối với nhau ở hai đầu là H' và H. Khi nhiệt độ ở hai đầu H' và H bằng nhau thì nó không có suất điện động. Giữa hai đầu không có suất điện động, do đó kim điện kế không bị lệch. Khi giữa hai đầu H1, H và H' có sự chênh lệch nhiệt độ thì giữa hai đầu sẽ xuất hiện một suất điện động và từ đó thì kim điện kế lệch khỏi vị trí số 0. Khi nhiệt độ chênh lệch giữa hai đầu càng lớn thì kim lệch càng lớn và suất điện động cũng càng lớn. Và tất nhiên khi mà sự chênh lệch nhiệt độ ở hai đầu nhỏ thì kim điện kế cũng lại lệch ít đi. Giờ chúng ta vào phần thứ nhất là phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại của bài ngày hôm nay. Thầy bố trí như sau, bố trí thí nghiệm như sau. Đầu H' của cặp nhiệt điện để ở ngoài môi trường. Đầu H của cặp nhiệt điện thì để vào một điểm trong dãy quang phổ liên tục. Và chúng ta quan sát kim điện kế. Các em quan sát thấy là kim điện kế bị lệch khỏi giá trị số 0. Điều này là do sự chênh lệch nhiệt độ giữa đầu H và đầu H'. Điều này chứng tỏ một điều là ánh sáng có tác dụng nhiệt. Chính ánh sáng có tác dụng nhiệt nên nó làm cho sự chênh lệch nhiệt độ giữa H và H'. Bây giờ thầy sẽ làm như sau là dịch chuyển đầu H của cặp nhiệt điện đến các điểm khác nhau trên dãy quang phổ. Chúng ta cùng quan sát kim điện kế. Khi cho đầu H của cặp nhiệt điện dịch chuyển từ vùng màu tím tiến về phần màu đỏ, các em thấy là kim điện kế nó lệch lớn hơn. Điều này chứng tỏ rằng là các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có tác dụng nhiệt khác nhau. Và thêm một điều nữa là khi mà đầu H dịch chuyển từ vùng màu tím sang vùng màu đỏ thì kim điện kế lệch lớn hơn. Điều này chứng tỏ rằng tác dụng nhiệt nó sẽ tăng dần kể từ màu tím cho đến màu đỏ trong dãy quang phổ liên tục. Vấn đề đặt ra là ở ngoài vùng quang phổ màu đỏ này thì liệu có tác dụng nhiệt như trong vùng quang phổ hay không? Chúng ta sẽ cùng quan sát. Bây giờ thầy sẽ dịch chuyển cái đầu H của cặp nhiệt điện từ vùng màu đỏ ra phía ngoài. Chúng ta cùng quan sát kim điện kế. Chúng ta thấy là kim điện kế lệch
lớn hơn so với ở vùng màu đỏ. Điều này chứng tỏ rằng ở ngoài cái vùng màu đỏ này cũng có những bức xạ gây ra tác dụng nhiệt. Vậy nếu ở phía màu tím thì sao? Bây giờ thầy sẽ cho đầu hát của cặp nhiệt điện dịch chuyển từ màu tím ra vùng ngoài màu tím. Các bạn thấy là cái kim điện kế nó dịch chuyển ngược trở lại vị trí số 0. Nghĩa là ở đây, ở tại vị trí ở ngoài vùng màu tím này vẫn có tác dụng nhiệt, nhưng tác dụng nhiệt yếu hơn so với lại ở vùng màu tím. Điều này để nói đến rằng là ngoài vùng quang phổ ánh sáng nhìn thấy, ở cả hai đầu đỏ và tím còn có những bức xạ không nhìn thấy. Giờ chúng ta sẽ quan sát cái dãy quang phổ. Ở vùng quang phổ, trên cái vùng quang phổ liên tục này, người ta gọi là vùng ánh sáng nhìn thấy được. Cái này chúng ta đã được khảo sát từ bài trước. Những bức xạ không nhìn thấy ngoài vùng quang phổ nằm gần màu đỏ gọi là bức xạ hồng ngoại hay là tia hồng ngoại, ký hiệu là IR, viết tắt của chữ cái tiếng Anh là infrared. Và vùng ngoài này, vùng gần màu đỏ này, người ta gọi đó là vùng hồng ngoại. Những bức xạ không nhìn thấy ngoài vùng quang phổ nằm gần màu tím gọi là bức xạ tử ngoại, ký hiệu là UV, viết tắt của chữ cái của chữ tiếng Anh là ultraviolet. Và vùng này người ta cũng gọi là vùng tử ngoại. Đến đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi C1 trong sách giáo khoa. Một số người gọi tia tử ngoại là tia cực tím thì gọi thế ở sai ở điểm nào? Các em về nhà tìm hiểu thêm và trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, thầy có một gợi ý. Tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, do đó nó không gắn với màu. Cái này các em về nhà tìm hiểu thêm và trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, chúng ta có thể trải nghiệm sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại tại nhà bằng thí nghiệm sau đây. Chúng ta có một lăng kính. Gắn trên bìa của một thùng cát tông. Và chúng ta đặt những nhiệt kế ở các vị trí của các vạch màu. Và tất nhiên là có một cái nhiệt kế nằm ở ngoài vùng sáng màu đỏ và có thêm một cái nhiệt kế nằm ngoài vùng ánh sáng màu tím. Các bạn nhìn trên quan sát trên hình vẽ này sẽ thấy, trên ảnh chụp này sẽ thấy là cái nhiệt độ của các cặp nhiệt kế này là khác nhau. Và ở vùng ngoài vùng màu đỏ thì lớn hơn so với vùng màu đỏ. Chúng ta còn có một cách khác nữa, đó là chúng ta rắc bột phát quang vào dãy quang phổ và rắc thêm ra cả phần ngoài của vùng màu tím. Thì sau một thời gian chúng ta có thể chụp ảnh được hiện tượng phát quang của cái bột phát quang đó, chứng tỏ rằng là chúng ta có thể phát hiện ra tia tử ngoại ở ngoài vùng tím này bằng phương pháp phát quang. Giờ chúng ta chuyển qua phần hai la mã, bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Chúng ta vào phần thứ nhất, một là bản chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại được thu cùng với các tia sáng thông thường và được phát hiện bởi cùng một dụng cụ nên chúng có bản chất cùng với là bản chất của ánh sáng nhìn thấy. Tuy nhiên, tia hồng ngoại có thể thu được bằng phương pháp thu sóng vô tuyến. Chúng ta quan sát video sau đây. Người ta nối hai dây của loa vào một anten, rồi sau đó dùng thiết bị phát tia hồng ngoại đến anten và chúng ta có thể nghe được âm thanh của tia hồng ngoại qua loa. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta có thể thu được tia hồng ngoại bằng phương pháp thu vô tuyến. Nghĩa là tia hồng ngoại có bản chất là sóng vô tuyến hay là sóng điện tử. Từ đó cho phép chúng ta đến kết luận là tia hồng ngoại và tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy có bản chất là sóng điện tử. Chúng chỉ khác nhau về bước sóng. Và chúng ta quan sát trên thang bước sóng này, các bạn thấy là tia tử ngoại nằm ở ngoài vùng màu tím và tia hồng ngoại nằm ở ngoài vùng màu đỏ. Người ta xác định được rằng tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện tử, có bước sóng trong khoảng từ 760 nanomet đến vài milimet. Thế thì như vậy, tia tử ngoại có bản chất là sóng điện tử, có bước sóng từ vài nanomet đến 380 nanomet. Chúng ta sang phần thứ hai trong phần hai la mã, đó là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại nó có bản chất giống với sóng ánh sáng
và sóng điện từ nên nó có mọi tính chất của sóng ánh sáng và sóng điện từ. Cụ thể là nó có tuân theo định luật sau đây là truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ và cũng gây ra các hiện tượng là nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng nhìn thấy. Chúng ta có thể quan sát video sau đây. Trong video này, người ta dùng điều khiển dùng tia hồng ngoại cho phản xạ qua tờ giấy trắng và điều khiển TV. Tuy nhiên, tia hồng ngoại cũng bị hấp thụ bởi các vật màu đen giống như các ánh sáng thông thường. Chúng ta cùng nhìn lại cái phần 2 La Mã là bản chất và tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Thì bản chất của nó, tia hồng ngoại và tia tử ngoại và ánh sáng nhìn thấy có bản chất chung là sóng điện từ. Và tia hồng ngoại thì có bước sóng trong khoảng từ 760 nanomet đến vài milimet. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ có bước sóng từ vài nanomet đến 380 nanomet. Về mặt tính chất thì tia hồng ngoại, tia tử ngoại tuân theo các định luật như là truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ và cũng gây ra các hiện tượng nhiễu xạ, giao thoa như ánh sáng nhìn thấy. Giờ chúng ta sang phần 3 La Mã là tia hồng ngoại. Chúng ta nghiên cứu thêm riêng về phần tia hồng ngoại. Chúng ta vào phần 1 nhỏ là cách tạo hay là nguồn phát tia hồng ngoại. Thì mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0 độ đều phát ra tia hồng ngoại. Nguồn phát tia hồng ngoại khá đa dạng. Các bạn nhìn thấy là tất cả các sinh vật sống đều có nhiệt độ và phát ra tia hồng ngoại. Cơ thể người ở nhiệt độ 37 độ C thì phát ra tia hồng ngoại có bước sóng cỡ trung bình cỡ vào khoảng 9 micromet. Các động vật cũng vậy. Tuy nhiên, trên cơ thể động vật không phải tất cả mọi điểm trên nó đều có chung một nhiệt độ. Và các bạn nhìn thấy so vào thang của cái nhiệt độ này thì các bạn thấy là ở vùng mặt của con mèo nó sáng hơn, chứng tỏ ở đó nhiệt độ của nó cao hơn. Các bếp như bếp than, bếp ga cũng là nguồn phát tia hồng ngoại. Bóng đèn, sợi đốt và đèn led phát tia hồng ngoại cũng là những nguồn phát tia hồng ngoại. Tuy nhiên, chúng ta có một nguồn phát tia hồng ngoại rất lớn, đó là mặt trời. Người ta tính rằng là 50% năng lượng của chùm sáng mặt trời thuộc về tia hồng ngoại và 9% công suất của chùm ánh sáng mặt trời thuộc về tia tử ngoại. Và trái đất chúng ta được sưởi ấm bởi tia hồng ngoại. Để phân biệt được tia hồng ngoại do vật phát ra thì vật phải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của môi trường và bước sóng của bức xạ hồng ngoại phụ thuộc vào nhiệt độ của vật. Chúng ta cùng quan sát video sau đây. Trong video này, người ta quay một cô gái đang ăn kem. Do nhiệt độ của kem thấp hơn so với nhiệt độ của cô gái nên nó sẽ có màu đen, hay nói khác là chúng ta không phát hiện được những bức xạ hồng ngoại do cái bát kem này phát ra, mặc dù nó có nhiệt độ lớn hơn 0 độ Kelvin. Chúng ta sang phần số 2 là tính chất. Tính chất của tia hồng ngoại thì ta vào tính chất thứ nhất là tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. Ứng dụng của tính chất này là dùng để sưởi và sấy. Tác dụng sưởi và sấy của tia hồng ngoại rất đa dạng. Chúng ta thấy là trong phòng sông hơi, trong vật lý trị liệu, người ta dùng tia hồng ngoại để hỗ trợ cho việc giảm đau. Trong công nghiệp, người ta dùng tia hồng ngoại để sấy. Nó có hai ưu điểm trong vấn đề này. Một là người ta có thể sấy theo từng vùng, đặc biệt là trong việc sơn ô tô. Thứ hai là tia hồng ngoại dễ bị được các vật hấp thụ, do đó khi sấy thì nó khô từ bên trong và cả bên ngoài. Còn tác dụng nhiệt nữa là trong bếp của các nhà đều có được các là bếp ga hồng ngoại và bếp điện hồng ngoại. Các bạn về nhà có thể xem thêm những cái nguyên lý hoạt động của hai loại bếp này. Chúng ta sang đến tính chất thứ hai là tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học, và ứng dụng của tính chất này là để chế tạo phim ảnh hồng ngoại.
Ở trên màn hình là hai bức ảnh chụp cùng một địa điểm, cùng một góc nhưng ở hai thời điểm khác nhau, ban ngày và ban đêm. Và sử dụng đó là kính là phim ảnh thông thường và phim ảnh hồng ngoại. Chúng ta thấy là hai cái bức ảnh này là tương đương. Chúng ta có tính chất thứ ba là tia hồng ngoại có thể biến điệu như sóng điện từ cao tần và ứng dụng là để chế tạo những thiết bị điều khiển dùng tia hồng ngoại. Ở trên màn hình của các bạn là một cái điều khiển TV sử dụng tia hồng ngoại. Còn ở đây, cái bức ảnh số 2, nếu bình thường khi chúng ta bấm phím điều khiển thì sẽ không quan sát được cái bức xạ hồng ngoại nó phát ra. Nhưng khi ta đưa nó vào camera của máy ảnh hoặc camera của hoặc vào máy ảnh của điện thoại thì ta có thể chụp được việc phát cái bức xạ hồng ngoại, cái đầu phát của cái điều khiển đó. Tính chất thứ tư đó là tia hồng ngoại có thể gây ra hiện tượng quang điện đối với một số chất bán dẫn và ứng dụng của nó là để chế tạo các cảm biến hồng ngoại trong camera hồng ngoại, trong ống nhòm hồng ngoại và thiết bị dò nhiệt. Trong phần này, các em nhìn thấy là cái hình ảnh này lấy ra được từ camera giám sát quay ban đêm. Cái này chúng ta quá quen thuộc rồi. Cái thứ hai là hình ảnh bên này là chụp ban đêm, chụp động vật ở ban đêm trong rừng. Cái tác dụng, cái tính chất này của tia hồng ngoại còn được ứng dụng trong việc là đo nhiệt độ. Chắc các em đã quá quen thuộc với cái đo nhiệt độ do đợt vừa rồi chúng ta đến trường mà phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên nó giải thích được một cái điều mà ở đầu giờ chúng ta nói, đó là gì? Đó là chúng ta do cơ thể người phát ra những bức xạ hồng ngoại mà camera hồng ngoại thì lại có thể thu được nó. Chính vì vậy ta có thể nhìn được cái tay ở trong cái túi mà bình thường chúng ta không nhìn thấy được. Còn ở đây thì là ảnh chụp một cơn bão bằng ánh sáng hồng ngoại. Ngoài ra thì chúng ta thấy là do máy bay chuyển động và cũng là tạo ra một cái nguồn nhiệt lớn, cho nên là người ta chế tạo ra các cái tia lửa tầm nhiệt dựa trên cái cảm biến về hồng ngoại. Chúng ta nhìn lại phần ba la mã về tia hồng ngoại. Thì cách tạo tia hồng ngoại, các bạn chú ý là mọi vật có nhiệt độ cao hơn 0 độ Kelvin thì đều phát tia hồng ngoại. Và để phân biệt nó thì nhiệt độ của vật phát ra phải cao hơn nhiệt độ của môi trường. Về tính chất thì tia hồng ngoại có 4 tính chất cơ bản. Thứ nhất là và nổi trội nhất đó là tác dụng nhiệt. Thứ hai là gây ra một số phản ứng hóa học. Thứ ba là có thể biến điệu như sóng cao tần. Và thứ tư là gây ra hiện tượng quang điện trong đối với một số chất bán dẫn. Giờ chúng ta sang đến cái mục 4 la mã, đó là tia tử ngoại. Chúng ta vào phần thứ nhất là cách tạo hay là nguồn phát tia tử ngoại. Những vật có nhiệt độ cao từ 2000 độ C trở lên thì đều phát tia tử ngoại. Và nguồn phát tia tử ngoại mà chúng ta thường gặp nhất đó là mặt trời, các vì sao có nhiệt độ cao, các đèn thủy ngân, hồ quang điện đều là các nguồn phát tia tử ngoại thường gặp. Ở trên màn ảnh của các bạn đó là ảnh mặt trời chụp bằng tia tử ngoại. Đây là ánh sáng hồ quang điện do hàn điện. Và đây là bóng đèn phát tia tử ngoại. Bóng đèn phát tia tử ngoại này nó có một điểm khác so với bóng đèn huỳnh quang nhà chúng ta, là ở trong này nó chứa hơi thủy ngân, thì hơi thủy ngân có thể phát ra tia tử ngoại. Và nếu bóng đèn huỳnh quang thì ở đây người ta phủ một lớp bột huỳnh quang. Lớp bột huỳnh quang này sẽ hấp thụ tia tử ngoại do hơi thủy ngân tạo ra và phát ra ánh sáng nhìn thấy. Còn ở đây người ta không phủ một lớp bột huỳnh quang, do đó tia tử ngoại nó phát đi ra ngoài. Và như vậy thì các bóng này cũng được coi là các nguồn phát tia tử ngoại. Chúng ta sang phần số 2 là tính chất và ứng dụng của tia tử ngoại. Ở phần này thầy gộp phần tính chất và ứng dụng vào làm một.
và sẽ trình bày là các tính chất đi kèm với ứng dụng của nó. Cái ứng dụng, cái tính chất thứ nhất đó là tia tử ngoại tác dụng mạnh lên phim ảnh, và ứng dụng của nó dùng để phát hiện và nghiên cứu tia tử ngoại, các vật phát ra tia tử ngoại. Ở trên màn ảnh của các bạn là người ta chụp một ngôi sao bằng tia tử ngoại, và ở bằng máy ảnh sử dụng tia tử ngoại, còn ở phía dưới thì dùng một cái máy ảnh khác không dùng tia tử ngoại. Các bạn thấy là các hình ảnh của nó là khác nhau. Điều này cho phép người ta nghiên cứu các vấn đề, các khía cạnh khác nhau của các ngôi sao và thường dùng nó trong lĩnh vực thiên văn học. Chúng ta có tính chất số 2 là tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất như kẽm sunfua, cadmium sunfua và làm ion hóa không khí, gây hiện tượng quang điện ngoài. Thế thì cái việc mà làm ion hóa không khí thì chúng ta đã biết từ những năm lớp 11 khi chúng ta nghiên cứu cái tính chất của dòng điện trong chất khí, thì tia tử ngoại là một trong những tác nhân gây ion hóa trong cái phần nghiên cứu đó. Còn nó gây ra hiện tượng quang điện ngoài thì ở chương sau các bạn sẽ tìm hiểu. Bây giờ tôi nói tới cái ứng dụng của cái sự kích thích sự phát quang, thì ứng dụng là dùng để chế tạo máy soi tiền, phát hiện các vết nứt và chế tạo đèn huỳnh quang. Ở đây là bóng đèn huỳnh quang, như thầy đã nói lúc nãy là trong này chứa hơi thủy ngân. Hơi thủy ngân có thể phát ra tia tử ngoại, và các lớp bột huỳnh quang ở đây thì hấp thụ tia tử ngoại và phát ra ánh sáng nhìn thấy. Còn ở đây người ta chụp cái ảnh hộ chiếu thì cái này là không chiếu tia tử ngoại, còn cái này là chiếu tia tử ngoại. Các bạn thấy là hình ảnh nó phát quang khá là đẹp. Ở đây trả lời được câu hỏi mà ban đầu chúng ta xem video, đó là khi chiếu tia tử ngoại thì cái dãy số bí ẩn ở trong tiền được hiện lên. Hay nói khác là ở đây họ in bằng cái mực bằng bột phát quang, và như vậy khi chiếu tia tử ngoại nó mới kích thích sự phát quang của cái dãy số bí ẩn này. Chúng ta sang đến tính chất tiếp theo là tia tử ngoại kích thích nhiều phản ứng hóa học như phản ứng biến đổi oxy thành ozone, tổng hợp vitamin D, ứng dụng chế tạo máy ozone, chữa bệnh còi xương, làm xúc tác một số phản ứng hóa học. Ở hình ảnh này, các em nhìn thấy là các em bé sơ sinh được chiếu tia tử ngoại. Tuy nhiên những tia tử ngoại này nó có bước sóng khá lớn và nó nằm gần với cái ánh sáng màu tím để chữa bệnh vàng da cho các em bé sơ sinh. Ở đây là máy tạo ozone, đây là máy rửa hoa quả sử dụng ozone. Chúng ta biết là ozone thì có tính oxy hóa khử khá là mạnh, diệt khuẩn khá là mạnh. Cả hai thiết bị này người ta đều dùng ánh sáng hồ quang để giúp biến oxy thành ozone trong cái ứng dụng này. Chúng ta sang đến cái phần D là tia tử ngoại có tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào, tức là tác nhân gây đột biến. Thế thì vì nó có khả năng hủy tế bào cho nên người ta có thể sử dụng tia tử ngoại trong việc là trị xạ ung thư nông, tức là những cái ung thư ở phía bề mặt hoặc là gần với bề mặt của da. Còn trong các phòng thí nghiệm và trong lĩnh vực sinh học thì người ta có thể sử dụng tia tử ngoại làm các tác nhân gây đột biến. Ở đây thầy nói tới cái ứng dụng là tiệt trùng và trừ khuẩn. Ở hình ảnh thứ nhất là do tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời có khả năng hủy diệt tế bào, cho nên khi chúng ta đi nắng thì sẽ có hiện tượng bị cháy nắng. Ở trên hình ảnh các bạn nhìn thấy đôi chân bị cháy nắng. Chỗ này thì thầy nên khuyến cáo như sau, là để chữa bệnh còi xương thì chúng ta cần có tổng hợp vitamin D, tức là chúng ta cần đến tia tử ngoại. Tuy nhiên chỉ tắm nắng hoặc sưởi nắng trước 9 giờ sáng, còn sau 9 giờ sáng thì lượng tử ngoại là lớn, có thể gây ra đến tổn thương da như là cháy da. Ở hình ảnh này là khử khuẩn cái phòng bằng tia tử ngoại. Còn ở đây
là thiết bị khử khuẩn nước bằng tia tử ngoại trước khi người ta đóng chai. Trong cái công nghiệp thực phẩm, trước khi người ta đóng hộp, người ta cũng khử khuẩn bằng tia tử ngoại. Chúng ta sẽ sang phần số 3 là sự hấp thụ của tia tử ngoại. Thì tia tử ngoại bị thủy tinh và nước hấp thụ mạnh nhưng lại có thể đi qua được thạch anh. Mời các bạn xem cái video sau đây. Ở video này, người ta chiếu tia tử ngoại trên các ống có bột phát quang. Rồi sau đó đưa nó ra ánh sáng mặt trời, các bạn thấy là sự phát quang giống hệt như khi chiếu tia tử ngoại. Tuy nhiên, khi đưa nó lại gần cửa sổ thì sự phát quang không còn như vậy nữa, lý do là do tấm kính đã hấp thụ tia tử ngoại. Ở chỗ này, khi ta chiếu tia tử ngoại thì ta nhận được sự phát quang của các chất, nhưng khi đưa tấm thủy tinh lại thì không còn sự phát quang đó nữa. Và đây, nếu chúng ta đưa tấm thạch anh lại thì hiện tượng phát quang vẫn xảy ra. Điều này minh chứng là tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh nhưng lại có thể đi qua thạch anh. Người ta chia tia tử ngoại đó ra làm 3 loại. Tia UVA có bước sóng trong khoảng từ 315 đến 380 nanomet, có thể xuyên qua mây mù, không khí và gây lão hóa da. Cái tia UVA này thì nó là kẻ thù của chúng ta rồi. Các bạn nhìn khuôn mặt, đây là ảnh chụp khuôn mặt của một người lái xe đường dài ở Mỹ và nhiều năm. Thì người ta phân tích rằng là nửa mặt bên này nó luôn hướng về phía mặt trời. Chính vì vậy cho nên nó nhận một lượng tia tử ngoại khá lớn. Chính vì vậy cho nên sự lão hóa của nó mãnh liệt hơn so với phần bên này. Thứ hai là tia UVB có bước sóng trong khoảng từ 280 nanomet đến 315 nanomet, vẫn có khả năng xuyên một phần qua ozone và khí quyển, gây say nắng, tổn thương và làm đen da. Chính là nó đây ạ. Một phần thì bị phản xạ nhưng nó có một phần đi qua. Tia thứ ba là tia UVC có bước sóng trong khoảng từ 100 nanomet cho đến 280 nanomet. Tia UV này có năng lượng cao nhất và có thể gây ung thư da, nhưng tầng ozone thì có phản xạ hoàn toàn. Đấy, tầng ozone. Như vậy thì chúng ta có thể thấy thế này là tầng ozone hấp thụ hầu hết các tia tử ngoại dưới bước sóng là 300 nanomet, là tấm áo giáp bảo vệ con người và sinh vật trên trái đất khỏi tác dụng của tia tử ngoại. Chính vậy cho nên chúng ta cần bảo vệ tầng ozone. Chúng ta sang phần tiếp theo là củng cố bài học. Thì thầy giúp muốn các em củng cố bài học dựa trên sơ đồ tư duy. Chúng ta nhìn thấy thứ nhất là sự phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Thì đối với tia hồng ngoại chúng ta có hai cách phát hiện, đó là nhiệt kế và vô tuyến. Đối với tia tử ngoại chúng ta cũng có hai cách, đó là nhiệt kế và phương pháp phát quang. Về tính chất chung của hai đó là truyền thẳng, phản xạ, nhiễu xạ, giao thoa, khúc xạ. Về bản chất thì sóng hồng ngoại có bước sóng trong khoảng từ 760 nanomet cho đến vài milimet, còn tia tử ngoại là từ 10 nanomet đến khoảng 380 nanomet. Về nguồn phát thì đối với tia hồng ngoại thì tất cả những vật có nhiệt độ lớn hơn 0 độ Kelvin. Còn tia tử ngoại thì thấy là tất cả những vật có nhiệt độ cao hơn 2000 độ C thì đều phát ra tia tử ngoại. Về tính chất đặc trưng của tia hồng ngoại thì nó gồm có là thứ nhất là tác dụng nhiệt mạnh, cái này ứng dụng trong sưởi và sấy, gây ra một số phản ứng hóa học tác dụng đến phim ảnh, thì cái này dùng làm phim ảnh chụp ảnh hồng ngoại, gây ra hiện tượng quang điện trong là cho ống nhòm hồng ngoại, camera hồng ngoại, và biến điệu được là dùng trong việc điều khiển. Thế còn tính chất của tia tử ngoại thì ta sẽ có thứ nhất là tác dụng mạnh đến kính ảnh, cái này là để chụp ảnh các vì sao, các như là mặt trời và các vì sao, kích thích phát quang một số chất, thì cái này chúng ta thấy là
nó ứng dụng trong việc là phát hiện các khe nứt này, đó, làm đèn huỳnh quang này. Và làm máy soi tiền. Nói thêm một chút là để phát hiện ra vết nứt thì người ta làm như sau. Vết nứt bề mặt thôi ạ. Người ta dùng một chất phát quang và lỏng bôi lên toàn bộ bề mặt, rồi sau đó lau toàn bộ đi, lau khô đi. Thì các vết nứt đó nó sẽ bị các chất lỏng chưa phát quang đó bị dắt vào, và khi chiếu tia tử ngoại thì nó sẽ phát hiện ra cái vết nứt đó. Kích thích một số phản ứng hóa học thì cái này chúng ta dùng để chữa bệnh còi xương và làm để cái máy sản xuất máy ozone. Và tác dụng sinh học hay tác dụng sinh lý thì nó là hủy diệt tế bào, thì cái này người ta có thể dùng trong điều trị ung thư nông. Đó. Và diệt khuẩn. Và một tính chất nữa đó là nó bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh. Đấy là chúng ta củng cố bài học dựa trên cái sơ đồ tư duy. Giờ chúng ta sẽ củng cố bài học dựa trên các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là A. Tác dụng nhiệt, B. Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh, C. Gây ra hiện tượng quang điện ngoài, và D. Là tác dụng lên kính ảnh. Thì các bạn dễ dàng thấy ngay được là đáp án A là đáp án chính xác. Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh thì đó là tính chất của tia tử ngoại, và gây ra hiện tượng quang điện ngoài cũng chính là tia tử ngoại. Tác dụng lên kính ảnh thì ở đây chúng ta phải nói rõ là tia hồng ngoại chỉ tác dụng lên kính ảnh đặc biệt. Câu hỏi củng cố thứ hai là tia hồng ngoại được dùng A là để tìm kiếm vết nứt. Xin lỗi, tia tử ngoại được dùng A là để tìm kiếm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại. Ở trong y tế để chụp chiếu điện, để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh, để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. Thì các em thấy rõ ràng là tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại là đáp án đúng. Để chụp và chiếu điện thì có lẽ chúng ta sẽ học bài sau, đó là tia X. Để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh thì chúng ta nhớ rằng là trái đất chúng ta chủ yếu là phát ra tia hồng ngoại. Còn lại thì tia tử ngoại thì gần như là không, bởi vì nếu xét theo lý thuyết là trên 2000 độ C mới phát ra. D là tìm khuyết tật bên trong sản phẩm thì cái này là không thể, chỉ tìm khuyết tật ở bề mặt thôi. Câu hỏi củng cố số 3. Tia hồng ngoại có A. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy, bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy, bước sóng nhỏ hơn so với tia tử ngoại và tần số lớn hơn so với tia tử ngoại. Thì chúng ta dễ dàng tìm được là bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy, bởi vì nó nằm ở ngoài vùng màu đỏ. Thầy có nhiệm vụ về nhà. Các em trả lời các câu hỏi sau đây. Câu hỏi số 1 là tại sao người thợ hàn hồ quang phải cần mặt nạ che mặt mỗi khi cho phóng hồ quang? Thì cái này các bạn dựa vào hai cái đặc điểm sau đây. Một là ánh sáng hồ quang là phát ra rất là nhiều tia tử ngoại, và dựa vào tính chất của tia tử ngoại. Cái thứ hai là một số người gọi là tia tử ngoại là tia cực tím, gọi thế sai điểm nào? Câu hỏi này thầy đã gợi ý rồi. Câu hỏi số 3 là hãy tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của bếp hồng ngoại, những ưu điểm khi sử dụng bếp hồng ngoại. Và một nhiệm vụ nữa là nếu có thể các em sẽ thực hiện cái việc trải nghiệm mà thầy đã nói ở phần đầu giờ. Bài học chúng ta, tiết học của chúng ta dừng lại ở đây. Nhưng nhiệm vụ học tập của các em thì sẽ còn ở nhà. Và xin trân trọng cảm ơn.